Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Bút Dưa Ô Tô, chuyên các cái dòng xe vừa rẻ vừa lành vừa bền cho mọi nhà. Và ngày hôm nay đúng 7 chỗ máy dầu đây, em lại về cho anh em một chiếc xe mà đến bây giờ vẫn chưa có đối thủ về cái độ chất độ bền. Một mẫu xe mà giá loanh quanh nó chỉ có hơn 200 triệu thôi, anh em đã sở hữu ngay được một chiếc xe máy dầu 7 chỗ gầm cao. Và xe thì vẫn còn ngon, thân vỏ đẹp, sơn xi ngon lành cành đào đấy, đẹp, dàn lốp thì vẫn còn ok, sắt xi gầm mẹ là không có han mọt. Và đặc biệt là chiếc xe này thì máy dầu rất là khỏe, vừa lành, vừa chắc chắn. Và xe thì chạy cực kỳ ok, ổn định rồi. Em này mang biển 4 số, nghĩa là chưa thèm ra tên 5 số luôn. Vâng, và xe thì sản xuất năm 2009, đời đầu năm. Và đã đầy đủ giá nóc đuôi gió rồi, không phải là một chiếc xe bản thiếu đâu anh em nhá. Và chiếc xe này thì em đang bán với mức giá rất là yêu. Vâng, chỉ loanh quanh có gọi là hơn 200 triệu, anh em đã sở hữu ngay được chiếc xe Ford Everest 2009 với thân vỏ cực kỳ đẹp đấy, lốp treo đầy đủ và xe thì còn ngon cứng luôn này đấy, máy ngon gầm chắc, thân vỏ đẹp. Và cái dòng này thì nó đi rất là bền, động cơ máy dầu 7 chỗ thì là riêng dòng Ford Everest nó là một cái dòng xe mà được rất nhiều người yêu thích rồi, kể cả là Ford bán tải anh em nhá. Và hôm nay thì chiếc xe này bên em đang bán cái giá nó hơn 200 triệu thôi, nên anh em nào mà yêu thì mời anh em qua ngay cửa hàng để xem ngay chiếc xe này. Biển Quảng Ninh 4 số đã kiểm tra rồi, pháp lý đầy đủ đấy, đâm đụng ngập nước là không có, anh em yên tâm. Mặt ca lăng của xe thì đeo đúng form, mặt ca lăng hơi to, chữ đẹp đấy, đèn thì hơi vàng theo thời gian, nhưng mà được cái là đèn này là đèn zin, anh em cũng phải thông cảm là xe người ta đi nhiều năm rồi. Mình mua xe cũ, mua mới con này gần 1 tỷ đồng, thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe này em đang bán cái giá nó chỉ loanh quanh hơn 200 triệu thôi. Anh em đã có ngay được chiếc xe Ford Everest đây rồi. Vâng, chạy rất là mượt luôn, đèn đóm đầy đủ và xe thì vẫn sử dụng đèn halogen zin nguyên bản nhé anh em nhé. Đấy, đèn halogen zin nguyên bản với đèn gầm và cản gầm của xe là không hề có bị lỗi lầm một tí nào luôn này. Đấy, chất xe thì cực kỳ nét luôn. Và cái dòng này thì anh em yên tâm là riêng cái phần tôn cabo cũng như là cách âm chống ồn của xe thì cực kỳ tốt. Bác chủ bác ấy đã làm hết rồi, toàn bộ cánh bác ấy đã dán 3M. Mặt cabo, tôn cabo các thứ thì người ta cũng đã vệ sinh đàng hoàng, bảo dưỡng định kỳ. Và đặc biệt cái màu ghi hồng này là một cái màu rất là hiếm của cái dòng xe Ford Everest anh em nhé. Màu bạc nó khác, màu đen khác, và đây là màu trắng khác, còn đây là màu ghi hồng. Màu này cực hiếm luôn anh em ạ. Vâng, nếu anh em mà không tin cái màu này cái thời kỳ ra mắt ấy, thì cái màu ghi hồng này là một cái màu mà bán đắt hơn cái màu thường là 40 triệu đồng anh em nhé. Và xe thì là màu ghi hồng bên trên với kết hợp với màu xám xanh ở phía bên dưới, trông rất là khỏe khoắn và trẻ trung. Dàn lốp Pagia 403, lốp dày của Dayton ấy ạ. Dòng lốp này thì tương đối khá là bền về cái độ mài mòn. Thế mà em này thì được cái là lốp này là 2021 đấy, lốp vẫn còn mới, ránh lốp còn dày căng luôn. Anh em có thể đi địa hình thoải mái, leo đồi leo núi ok. Mặc dù là đây là một chiếc xe một cầu nhưng mà vẫn bao phê cho anh em, anh em không phải lo lắng. Và xe thì Quảng Ninh nhưng mà gầm bệ sắt xi thì lại không Quảng Ninh tí nào đấy. Anh em nhìn này, sắt xi nó còn đẹp như này mà đã phun phủ chống bọt hết rồi nhá. Và tôn sườn này đấy, anh em nghe tôn sườn nhá. Điểm trừ của chiếc xe này đó là không có xi nhan tích hợp trên tay gương, thế nhưng mà được cái là có xi nhan tích hợp thân này, và bầu gương của xe thì tương đối là to đó. Bầu gương to, điều chỉnh điện đầy đủ. Và tôn cánh này thì không phải bàn, riêng con này thì tôn rất dày vì bên trong là đã được dán chống ồn cho anh em rồi, anh em không phải nghĩ ngợi gì luôn. Và đặc biệt là bậc bước để chân của xe rất là chắc chắn luôn đấy, đạp thoải mái không hề rung lắc, rung cả xe luôn. Toàn bộ phần giá nóc của xe thì có hai thanh giá nóc cộng với cái đuôi gió đằng sau. Thì đây là một chiếc xe mà bác chủ bác cũng không độ nhiều, nhưng mà được cái là chất xe cứng và keo chỉ của xe thì riêng cánh này là các bác nhìn này, zin luôn này. Đấy, zin cánh luôn nhá, zin cánh đẹp luôn. Tappy này, đấy, đã theo thời gian rồi, sâu xấu già già rồi. Nhưng các bác phải thông cảm là đây là một chiếc xe cũng đã nhiều năm, không thể tránh khỏi được những chi tiết nó cũ bạc màu, kể cả như ghế đây, nó cũng đã bạc rồi. Nhưng mà cái này thì các bác về chỉ mất tầm khoảng 3 triệu thôi là các bác độ được một bộ ghế đẹp căng 7 chỗ ngồi luôn. Thế nên là cái này thì không vấn đề gì các bác nhá. Em bán đúng hiện trạng luôn, là xe có sao bán vậy, chủ yếu là máy gầm con này là cực kỳ ngon. Chân thì đây, chân nỉ con đẹp này. Đấy, có chỗ kia thì em quên chưa kịp đánh nên là nó hơi bẩn bẩn một tí thì các bác thông cảm nhá. Còn dây đai an toàn là khô ráo sạch sẽ. Đấy, còn nguyên này. Đấy, tất cả các chức năng bản lề của xe thì đấy, bản lề thì còn ok. Và cửa rất là chắc chắn luôn. Nói chung là với cái dòng này thì chạy thì cực kỳ bao phê rồi. Cửa này, đấy, cửa này đóng rất chắc luôn, các bác thấy không? Vâng, và tất cả các cái khe mép của xe này còn ok này, cứng luôn này, đấy, không hề lỗi lầm.
Hàng ghế thứ hai của xe thì tương đối là rộng. À, các bác nhìn nhá, hàng ghế thứ hai ba người ngồi thoải mái, chân duỗi cũng được mà nằm ngửa ra cũng được. Đấy, có thể là ngồi thoải mái luôn và ngồi rất là cao, không hề bị thấp so với mặt sàn. Sàn của xe toàn bộ là bằng sàn da. Đấy, toàn bộ bằng sàn da và sàn thì tương đối là sạch. Đấy, nói chung là với cái tầm như thế này thì thực sự đây là một chiếc xe rất là hợp lý cho anh em. Đấy, toàn bộ sắt xi này. Đấy, và em này thì được cái là chạy rất là chắc chắn xe. Đấy. Cửa cái đèn hậu đằng sau này, các bác nhìn này, đèn hậu trong nhá và không hề lỗi lầm. Tôn cánh cửa này mở rất là chắc chắn luôn. Ui giời. Đấy, rất dày và chắc luôn. Đấy. Còn về phần hậu đằng sau đây, đấy các bác nhìn này, hậu đằng sau này. Đấy, xe này thì nói chung là đi là hợp lý luôn. Vừa rẻ vừa trẻ trung, chỉ đây là zin nhưng mà nó bị nứt theo thời gian này. Đấy, cái này thì không vấn đề gì. Còn bên này thì chỉ zin rồi, không cần phải bàn nữa. Vâng, vì đây là một mẫu xe mà cũng tương đối khá là lành, chạy chắc và độ bền bỉ thì cao. Đấy, khả năng chống nước cũng khá là ok. Lốp treo ở đằng sau của xe thì đã được bọc ốp bằng cái ốp của Everest rồi. Thì là cũng lốp treo thì cũng tương đối vẫn còn tầm khoảng 70% lốp này này. Đấy. Còn về phần đèn gầm, đèn hậu đây, các bác nhìn nhá. Đấy, cản gầm đằng sau này tương đối là sạch sẽ. Em này thì có một cái điểm nó là xe này thì đúng là gặp phải người gọi là người ta lái già. Thế nên là bác ấy không lắp màn hình, không lắp cam lùi. Cái đấy thì bây giờ các bác lắp thì tầm khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi là được một bộ rất là ok. Thế là các bác về thì các bác có thể lắp thêm. Đấy. Còn sắt xi gầm bệ thì ok rồi. Dàn lốp mới 4 quả thì có rất là yên tâm. Nói chung là với cái tầm như thế này thì thực sự là Ford Everest vẫn là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho mọi nhà. Đấy, xe này còn cứng luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá rất là hợp lý các bác nhá. Vâng, chiều loanh quanh gọi là 209 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu ngay được chiếc Ford Everest rồi. Giấy tờ tên tư nhân, đấy, chủ chiếc đầy đủ, không hề có vấn đề gì cả. Và xe thì còn cứng luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, con này thì được cái là sử dụng khóa chìa, đây cái lên ngay. Máy dầu thì tương đối là êm, máy dầu như là êm và không hề rung nhá các bác nhá. Đây các bác này. Đấy, không hề rung lắc luôn. Đấy, điều hòa tất cả các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và kính của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Thân vỏ thì cứng nhá. Và đây các bác nhìn cánh này, đều không hề có bị lỗi luôn. Đấy, với cái tầm tiền gọi là loanh quanh khoảng 200, hơn 200 thì thực sự là đây là một cái chiếc xe và rất là hợp lý. Đấy, chiếc xe rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, kính điện lên nhanh kinh hồn luôn. Đấy, cái này thì người ta ít đi nên là kính nó lên rất là nhanh. Đấy, không hề lỗi lầm. Còn cái kính này thì cái khóa này này, đấy các bác này. Đấy, nó lên rất là nhanh luôn. Nên là cái nãy kính này này là nãy cái khóa mở này là nó đang có một chút vấn đề, thì cái này sau video này em sẽ chỉnh sửa cho các bác nhá. Đấy, nói chung là có sao thì bán vậy, không vấn đề gì cả. Đấy, tất cả các chức năng điều hòa hay là đèn đóm các thứ là đầy đủ. Đấy, và em bật đèn lên này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đèn ở đó sáng luôn. Đấy, em này này. À, cái bóng này là em về em thay. Cái bóng này em sẽ thay cho các bác. Bóng này hơi kém rồi. Đấy. Và chiếc xe này thì sử dụng động cơ máy dầu 2.5. Đấy, tấm chống ồn chống nhiệt còn nguyên. Đấy, các bác bảo kiếm mấy khi có con nào mà được giữ được cái này đâu. 10 chiếc thì chỉ còn khoảng 5 chiếc là giữ được cái này thôi. Đấy, logo còn nguyên này. Chỉ cabo là zin hết nhá. Con này chỉ cabo zin hết. Và xe thì tôi nói là cứng. Đấy, thân vỏ cứng, đầu dàn hai bên của xe là còn nét căng thế này. Đấy. Xe này mà vừa mới về xong nên là chưa có dọn dẹp gì nên anh em thông cảm nhá. Đầu răng đẹp luôn rồi. Đấy, đầu răng rất đẹp luôn. Và xe thì không hề có lỗi. Đấy. Động cơ máy dầu khỏe, lành và không hề lỗi lầm luôn. Đấy, máy con này thì khô luôn. Đây các bác này. Máy rất khô nhá. Đấy, máy rất khô luôn. Và hơi thừa hơi khói là không có. Đây. Mở cho bác xem. Đấy, không hề có hơi thừa hơi khói, dầu mã bắn ra. Động cơ máy dầu thì nó chạy rất là sướng rồi. Đấy. Nói chung là với cái tầm như thế này thực sự đây cũng là một chiếc xe tương đối là cứng. Đấy, ắc quy này. Đấy, ắc quy thay từ năm 22. Đấy, ABS đầy đủ. Đấy, lái kính bơm tất cả các hệ thống của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Màu chân quanh. Đấy, đầu dàn sắt xi thì các bác yên tâm nhá. Nói chung là với cái tầm loanh quanh khoảng 200 triệu thực sự là máy dầu ấy ạ, thì Ford Everest vẫn là một cái sự lựa chọn số 1 cho mọi nhà. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn, lái thử trải nghiệm và lái luôn về nhà cũng được. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ hợp lý tại em Vũ Duy ô tô. Đấy, và bên em Vũ Duy ô tô thì chuyên các cái dòng xe phù khoằm lằng nhằng, chuyên các cái dòng xe giá rẻ, nên là các bác đừng giật mình bởi lắm lúc có những chiếc xe giá chỉ vài chục triệu thôi
nhưng mà nó đã là những chiếc xe mà làm lên tiền của và nuôi sống rất rất nhiều gia đình các bác nhá. Đây các bác này, kính nó lên nhanh thế này, con này là chạy ít nên là kính nó mới lên nhanh đấy. Đấy, kính này, đấy, các bác này, đấy, kính lên rất là nhanh. Đấy, cái còn kính này thì nó hơi trượt lệch sang bên này cái. Đấy, còn cái trên này thì cũng thế này, cái này thì em sẽ cho chỉnh sửa sau khi quay video này. Đấy, gầm của em này thì cũng tương đối khá là đẹp, gầm này. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, ok. Bác nào mà yêu thích cái dòng máy dầu 7 chỗ và muốn mua một chiếc Ford Everest đẹp thì alo ngay cho em. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.